Đứa, còn thằng Út thì có vợ có con ở riêng. À. Thằng này nó về hiện giờ là nó ở với tôi với ba nó, tại vì tôi với ba nó ở không có thích ai, không có dâu ở gần, không có chung dâu. Dâu Út thì nó ở riêng rồi. Ở riêng rồi. Vậy là nếu mà Khánh lấy vợ gì cũng không phải làm dâu đúng không? Không cần làm dâu cũng được, tại vì thằng Khánh này nó có hai căn hộ, một căn thì tôi đang với ổng đang ở là của nó, tôi đã chia cho nó rồi. Còn một căn thì cho mướn cho đây đó. Thành ra cho nên bây giờ nó có quốc tịch mà, nếu nó muốn vợ muốn đi Mỹ thì nó đi Mỹ. Tôi sẽ mua nhà bên đó. Còn nếu nó muốn ở Việt Nam thì cứ ở Việt Nam, không sao, làm ăn. Giờ tôi muốn cưới vợ cho nó để mà tôi với ổng không còn, thì có người an ủi với nó để tội nghiệp. Nó rất là hiền, nó hiền kinh khủng lắm. Hiền đó, đúng rồi. Bởi vậy tôi nói tới đó là nước mắt phải chảy. Tôi thương nó lắm. Nó rất là dễ ăn gì cũng được, làm gì cũng được, không nói gì được. Không hút thuốc, không cà phê, không gì hết. Nghĩa là rất là hiền từ. Có ai làm mai mối gì cho ảnh không? Có, tôi cũng kiếm nhiều cô lắm mà nó không bằng lòng. Nó chê cũng chê dữ lắm. Trời. Coi nó hiền như vậy nhưng nó không có khờ. Nó rất là thông minh. Hiền thôi chứ không hiền, phải khờ. Thông minh, dạ. Tại cái mặt nhìn thấy như vậy. Nhưng mà rất là giỏi toán, tính toán đó. Dạ. Giờ cô thấy bên nhà gái sao nè? Dạ, tôi chịu. Tôi chịu. Tại vì nó thì tôi theo nó đó. Chứ tôi thì tôi rất là dễ. Nhà gái xinh lắm cô. Xin mời nhà gái. Rồi, mời nhà gái ngồi. Ở đây ạ. À. Bây giờ xin mời anh giới thiệu về mình. Chào anh Quyền Linh. Dạ, chào dạ. Chị Ngọc Lan. Dạ, chào tất cả các quý khán giả. Tôi tên là Quỳnh Ngọc Khánh, sinh năm 1975, mới ở Mỹ về nước thăm gia đình. Anh đi lâu chưa? Em đi 8 năm. 8 năm hả? Rồi năm nào cũng về hay là mấy năm mới về một lần? Mấy năm. Mấy năm mới về một lần hả? Dạ. Rồi bây giờ ở bên Mỹ là anh làm công việc gì? Em làm thảm lót sàn á. À, thảm lót sàn á hả? Dạ. Sàn nhà, sàn xe hơi là có hết đúng không anh? Dạ. Rồi, giới thiệu nha gái, Việt Kiều Mỹ mới về ở bang nào anh? Dạ, bang Cali. Cali. Rồi, xin mời nhà gái giới thiệu cho mình ạ. Dạ, xin chào khán giả, xin chào chị Lan và anh Quỳnh Linh. Xin chào. Dạ, em tên là Lê Thị Tố Đan, em là nhân viên bán thuốc tây ạ. Hiện em đang ở quận 8. Bây giờ anh Khánh nói cho nhà gái biết cái điểm mạnh và điểm yếu của mình là gì? Ưu điểm của em là siêng năng chịu khó, khi làm bất cứ một công việc gì thì luôn làm đến nơi đến chốn. Yeah. Không nhậu nhẹt không tốt. Khuyết điểm là sợ độ cao. Sợ độ cao. Nhát gái hậu đậu. Nhát gái nữa hả? Trời ơi. Nghe sao thấy tội nghiệp quá vậy trời. Rồi mà nhà gái nói sơ về ưu điểm và khuyết điểm của mình ạ. Ưu điểm của em á là em thương người, hay giúp đỡ những người mà em có thể giúp được. Em nấu ăn được ngon. Còn khuyết điểm của em á là chốn đông người thì em nói chung là hơi ngại. Dạ. Rồi với lại em hay giận vậy thôi. Hay ngại và hay giận. Dạ. Ngại mà giận nữa hả? Ngại mà còn hay giận nữa. À, trời con gái. Dạ. Trời ơi, nhìn trắng trẻo xinh xắn ha, mà ngại, giận nữa, giận lên, càng giận lên càng duyên em, không sao đâu. Bây giờ tôi thắc mắc cái anh bên này quá rồi, tôi phải qua tôi hỏi. Dạ em chào anh. Nãy nói anh nhát gái, anh hậu đậu nữa, nhát gái vậy anh bao nhiêu mối tình rồi? Tôi có hai mối tình à. Mối tình nó sâu sắc tới cỡ nào anh? Mối tình đầu tiên thì gần một năm. Gần năm. Rồi sao chia tay? Lúc đó em ở Mỹ á, em không qua mạng Zalo á. Ừ. Em quen biết một cô rồi về Việt Nam hai đứa tiến tới tìm hiểu rồi. Ừ. Qua thời gian em trở lại Mỹ rồi hai đứa thư qua tin lại. Sao bỗng một hôm thấy cổ đăng up lên đi với anh chàng trai khác. Bỗng một hôm. Trái tim của anh tan nát. Trời ơi. Rồi lúc đó anh sao? Tâm lý anh lúc đó nó sao? Thì hụt hẫng. Hụt hẫng. Xong gọi về hỏi tại sao bỗng một hôm em đi với người đàn ông khác. Ông ta đã phản bội rồi mình. Khỏi hỏi luôn. Không hỏi luôn. Vô ích. Đứt đoạn luôn. Đứt đoạn. Rồi còn mối tình thứ hai. Mối tình thứ hai là cuối năm 2018 á. Dạ. Hôm qua mai mối quen biết một cô. Hai bên gia đình thấy hai đứa đã lớn tuổi đó nên gấp rút làm đám cưới. Làm luôn rồi. Chưa làm. Rồi bỗng một hôm sắp đến ngày cưới thì em phát hiện cô ấy nói dối. Nói dối cái gì? Nói dối là trước đây khi mới quen biết thì cổ nói là cổ có chồng mà chưa có con. Nhưng bây giờ sự việc dở lỡ là có đứa bé gần 10 tuổi rồi. Trời ơi. Nên chúng em đã hủy hôn. Trời đất. Hủy hôn luôn. Ví dụ giờ lỡ ta nói ta giấu, ta yêu mình quá thì lỡ có đứa con, nếu mà mình yêu thật sự cũng đâu có sao đâu. Em không chấp nhận người lừa dối. Tức là thà là nói trước. Nói trước, nếu nói trước được không? Nếu nói trước được không? Nói trước thì mình còn xem xét chứ lừa dối là không được. Nói trước đi con.
Nói con đứa con trước đi. Con làm gì có con nào đâu chú Kiểu, con chưa chồng nữa. Thì cục ghê. Nói dối. Không có chấp nhận cái nói dối đó. Không thích phụ nữ nói dối đi về bên kia. Không được nói dối nha. Đàn ông tôi dễ bị tổn thương lắm. Nói thật, chú tôi còn yêu thương nhiều hơn nữa. Rồi, cô gái này, hãy nói thật đi, bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em cũng hai mối tình. Hai mối tình. À, mối tình đầu của em là lúc em còn nhỏ. Dạ. Hai mấy tuổi hả? Dạ thôi nhỏ quá mình không có gì sâu sắc đúng không? Dạ. Rồi vậy mình bỏ qua. Dạ. Cái mối tình thứ hai là có sâu sắc không? Mối tình thứ hai thì nói chung là cũng cỡ 3 năm rồi. Cỡ 3 năm hả? Dạ. Giờ nói thiệt đi. Sâu tới đâu nè, nắm tay chưa? Nào không? Dạ. Hả? Có hung chưa? À, ít ít ạ. Ít ít. Có hung ít thôi. Hỏi bà này hỏi kỳ quá. Ta 3 năm mà còn hỏi cái vụ đó. Có sâu sắc không? Người ta phải hỏi câu là chốt luôn nè. Có con không? Dạ không có đúng không? Dạ. Câu này là bên kia quan trọng lắm. Đó tôi hỏi giùm Việt Kiều thôi đó. Đó. Mình có hai mối tình thôi. Không có nói dối. Lên đây là không có nói dối được. Nói dối là cũng phải bị phát hiện thôi. Dạ. Là yên tâm. Không có nói dối. Được chưa? Dạ. Rồi bây giờ nè em hỏi anh nè. Bây giờ là hình mẫu lý tưởng của anh là gì? Người bạn gái là tôi mong muốn hiền hậu thật thà. Tiêu chí hàng đầu là phải chung thủy. Biết đối nhân xử thế. Kính trên nhường dưới. Dạ. Rồi để hỏi là nhà gái là có nhu cầu bạn trai như thế nào nè? Mong muốn của nhà gái là sao? Nói chung là một người biết lo cho gia đình, chung thủy. Không có khó quá. Không có khó quá đúng không? Nên bạn gái đi với ai nè? À, dạ em đi với người chị bà con anh Quỳnh. À, chị bà con. Rồi chào nhà gái ạ. Thấy cái em trai bên đây á thì thấy cũng hiền thật thà, giống hợp ý với tôi đang nó cũng hiền lắm. Thì chị thấy nếu mà vậy hai em cũng lớn tuổi rồi, nếu mà coi được thì cho nhau cơ hội để hẹn hò làm quen, nếu mà được thì tiến tới. Rồi, cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Khánh đi với ai? Để em đi với má. À, có má đây hả? Rồi. Con chào cô. Chào Quyền Linh và Ngọc Lan. Dạ. Tôi là mẹ của Quỳnh và Khánh. À, cô có bao nhiêu người con? Có ba đứa. Ba hả? Hai thằng một con. Con gái đậu ở bên Mỹ đó. Hai vợ chồng không có con. Nó cũng nay cũng 54-55 tuổi rồi. Dạ. Còn cái thằng này kế giữa, còn thằng Út thì có vợ có con ở riêng. À. Thằng này nó về hiện giờ là nó ở với tôi với ba nó, tại vì tôi với ba nó ở không có thích ai, không có dâu ở gần, không có chung dâu Út thì nó ở riêng rồi. Riêng rồi. Vậy là nếu mà Khánh lấy vợ gì cũng không phải làm dâu đúng không? Không cần làm dâu cũng được, tại vì thằng Khánh này nó có hai căn hộ, một căn thì tôi đang với ổng đang ở là của nó, tôi đã chia cho nó rồi, còn một căn thì cho mướn cho thuê đó. Thành ra cho nên bây giờ nó có quốc tịch mà, nếu nó muốn vợ muốn đi Mỹ thì nó đi Mỹ, tôi sẽ mua nhà bên đó, còn nếu nó muốn ở Việt Nam thì cứ ở Việt Nam không có sao làm ăn. Giờ tôi muốn cứ vợ cho nó để mà tôi với ổng không còn thì có người an ủi với nó để tội nghiệp. Nó rất là hiền. Nó hiền kinh khủng lắm. Hiền đó, đúng rồi. Bởi vậy, bởi vì tôi nói tới đó là nước mắt tôi chảy. Tôi thương nó lắm. Nó rất là dễ ăn gì cũng được, làm gì cũng được, không nói gì trơn. Dạ. Không hút thuốc, không cà phê, không gì hết. Nghĩa là rất là hiền từ. Có ai làm mai mối gì cho ảnh không? Có, tôi cũng kiếm nhiều cô lắm mà nó không bằng lòng. Nó chê cũng chê dữ lắm. Trời. Coi nó hiền như vậy nhưng nó không có khờ. Nó rất là thông minh. Hiền thôi chứ không hiền, phải khờ. Thông minh, dạ. Tại cái mặt nhìn thấy như vậy nhưng mà rất là giỏi toán tính toán đó. Dạ. Giờ cô thấy bên nhà gái sao nè? Tôi chịu. Tại vì nó thì tôi theo nó đó, chứ tôi thì tôi rất là dễ. Nhà gái xinh lắm cô. Biết, tôi thấy rất tôi nhìn luôn. Tôi biết chứ. Mặt sáng nha, có hậu nữa. Tôi biết, tôi nhìn là tôi biết liền. Dạ. Ủa rồi ai đăng ký bằng hẹn hò cho Khánh? Tôi. Trời đất. Tôi đăng ký lâu lắm rồi đó, nó chưa về nước kìa. Vậy đó hả? Tại tôi đăng ký nó cái ở đây nói chừng nào ảnh về nước rồi tính. Dạ. Vậy đăng ký được cô mừng không? Mừng, nhưng mà tôi đi đây, tôi lấy ảnh tôi đi, ổng cho nó có vợ. Ủa chi kỳ vậy? Tại em sợ nó hiền quá đó, nó khờ quá nên người ta lấy hết tài sản đuổi nó ra khỏi nhà. Trời ơi, quay ra. Sợ vậy đó. Không có đâu. Quỳ Linh thấy thật ra Quỳ Linh là mai mối rất nhiều. Cô này là cái gương mặt rất là xinh mà sáng nữa. Cũng thông minh, nhanh nhạy đó. Mở coi Khánh thấy được hay không ha. Dạ, rồi cảm ơn cô. Nó chịu đó, nhưng sợ em này không chịu nó thôi. Rồi, cảm ơn cô nhiều. Thôi bây giờ mở rào tình yêu ra nha. Mở rào. Khánh à, chủ động lên Khánh ha. À. Cười tôi cười lên nha. Rồi chuẩn bị bước qua nha. Có gì không mấy anh hỗ trợ cho Khánh ha. Chào anh. Anh có món quà để tặng anh. Cảm ơn anh. Em có món quà nhỏ này tặng anh, mong anh vui. Cảm ơn. Này em tặng gì em gái? Dạ cuốn sổ anh. Sổ hả? Để làm gì? Để ghi chép.
ghi chép ghi lại cái ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Bây giờ mình nói chuyện đi. Em thấy anh như thế nào? Dạ em thấy anh được ạ. Anh thấy em cũng tinh xắn. Dạ cảm ơn. Tính tình vui vẻ, thấy dễ thương. Dạ cảm ơn anh. Em có câu hỏi gì không muốn hỏi anh đi. Anh về nước lâu chưa hả anh? Em về gần 3 tháng. À, rồi khi nào anh đi hả anh? Thì tôi giờ hỏi ba má anh muốn anh tìm người bạn gái phù hợp á, để xây đắp tương lai, nên anh có khoảng thời gian để tìm kiếm người bạn gái cho phù hợp. Dạ. Nên khi nào có công việc đột xuất ở Mỹ thì anh sẽ trở lại bất kỳ kỳ lúc nào. Dạ. Anh thấy em có phù hợp với người anh đang tìm không hả anh? Mình thấy em tính tình vui vẻ hòa đồng thì cũng hợp với anh. Dạ. Bây giờ Khánh bước tới, bây giờ mình mạnh dạn bước tới, mình nắm tay Tố Đan lên coi. Nắm hai tay Tố Đan lên. Cho anh mượn á. Dạ. Nhìn thẳng vô mắt Tố Đan coi. Ngày đầu tiên mình hẹn hò mình đi đâu nào, mình bàn với bạn gái đi. Chúng ta có thể đi xem phim hay là đi ăn uống gì đó. Nếu mà anh chịu em á, thì khoảng bao lâu á thì mình kết hôn á anh? Mình thấy khoảng vì tuổi anh cũng lớn rồi, lớn tuổi quá rồi. Nên anh thấy thời điểm thích hợp là tầm 6 tháng. Dạ. Nếu chúng ta đã tìm hiểu kỹ càng á. Dạ. Thấy tâm đầu ý hợp á thì thời điểm đó là phù hợp. Dạ. Khánh còn quyết định thế nào? Em thấy như thế nào? Dạ. Không muốn sớm hay là muốn bao lâu? Dạ em thấy cũng được. Khánh còn quốc tịch Việt Nam không? Dạ em mang quốc tịch. À vậy tốt rồi. Vậy nếu mà được đăng ký kết hôn là nhanh luôn á. Bây giờ mình giao lưu chút xíu văn nghệ đi. Bây giờ Khánh có thể hát bài gì tặng bạn gái nè. Em xin hát bài Lâu Đài Tình Ái. Quá dữ luôn. Nhìn Tố Đan hát nha. Anh sẽ vì em làm thơ tình ái, anh sẽ gom mây ghép hình lâu đài, đợi chờ một đêm trăng vừa tới, đợi chiều vàng hôn lên làn tóc, đợi một lần không gian đổi mới, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Tinh tú trời cao thành vương miền sáng, khai lễ đăng quang vũ trụ trong đèn. Hoàng hậu về cao sang quyền quý, đẹp nụ cười quân vương vừa ý, và lâu đài mang tên tình ái, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Trời, thần thái lắm luôn, đừng giỡn. Thật ra nãy giờ á, chúng ta nói chuyện nhau để chúng ta cảm nhận về nhau thôi. Thật ra nói với mẹ Khánh đúng á, Khánh có một chút hiền lành, nhút nhát, thậm chí là như Khánh nói là hậu đầu ha. Nhưng ở đây mình thấy rằng cái sự chân thành, thật thà, chất phát, không có khờ đâu, thông minh lắm đó. Đúng không Khánh hả? Chỉ có cái là chắc ít tiếp xúc với mọi người, thành là Khánh cũng hơi nhút nhát, và cái chuyện giao tiếp nó có giới hạn. Em anh thấy rằng em cũng là một cô gái năng động đó, giao tiếp tốt đó. Và thì nếu mà chúng ta cảm giác phù hợp đó, mình cũng chấp nhận cho nhau cơ hội đi. Em nắm tay nãy giờ Tố Đan, em thấy có hợp với mình không? Dạ. Nắm tay có cảm giác gì không? Cảm giác như nhói tim. Nhói tim luôn. Tim luôn. Trời quá, ơi. Trời quá đất rồi. Cảm xúc này mạnh à nha. Mà trên mặt không có cảm xúc gì hết. Đúng rồi. Thì người đàn ông giấu cảm xúc vào trong. Anh Khánh anh cười một cái thật là thiện cảm với cô gái, để cho cô gái có cảm xúc nè. Đúng, tự nhiên cười. Tự nhiên cười sao được. Mắc cười quá. Cười miệng, mắc cười chụp hình đó. Người ta tự nhiên cười đâu có được. Ví dụ người ta cười, bây giờ kêu chụp hình nữa coi. Để từ từ người ta sẽ cười. Anh thấy hợp đó. Còn hai người thấy hợp không anh biết nha. Rồi thôi mình về ghế ngồi đi nào. Chúng ta cùng nhau để tay vào nút bấm nào. Đây nút bấm đây nè. Mình thích thì mình bấm nha. Bây giờ quyết định của mình đó nha Khánh. Dạ. Chuẩn bị. Quyết định là của mọi người. 3 2 1 bắt đầu. Hai hai bấm. Chúc mừng. Trời ơi, tôi hồi hộp quá. Cảm ơn chị. Dạ. Không à, thật ra cô dược sĩ này dễ thương đó Khánh. Bây giờ là đầu tiên nè, nói với mẹ gì đi. Má ơi, con đến chương trình hôm nay đã tìm được người bạn gái phù hợp. Con mong rằng tương lai gia đình mình sẽ dung đắp cho tụi con sớm tiến bước. Má nói vài câu gì đi má. Con Thuy nó dễ thương luôn. Nó muốn gì thì kiểu nữa. Nói câu gì với bác đi. Con chào bác ạ. Con xin bác, nếu mà con với anh tìm hiểu nhau mà hợp này kia đâu á, rồi tiến tới hôn nhân á, thì bác thương con có gì bác chỉ con ạ. Dạ.
Bao lâu là chưa có một nụ hôn với bạn gái? Dạ, cũng lâu rồi. Lâu rồi bao lâu? Từ 2018 tới giờ. 2018 tới giờ đó hả? Cũng khá lâu rồi đó. 6 năm rồi, giờ mới còn nhớ không nữa đâu. Nhớ không? Cùng bạn gái cái sao nè? Cùng sao? Cho anh nhé. Anh hôn xong rồi mặt anh cũng vậy á. Mặt cưng cái sợ luôn. Có cãi nhau cũng không có lo. Ví dụ có anh có giận cỡ nào giận thì cái mặt của anh nó cũng như vậy thôi. Cho nên là mình cũng không có gì buồn quá, chứ không có lo lắng gì hết. Rồi chúc cho hai em hạnh phúc nha. Dạ. Rồi chúc mừng. Chúc cảm ơn anh. Cảm ơn chương trình nhiều lắm đã giúp đôi cho anh chúc em. Dạ. Rồi anh. Đây là những phần quà của chương trình gửi tặng. Sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity, trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Em là giáo viên cấp 3, nguyên gốc của em cũng là Sóc Trăng nữa, nhưng mà em đang công tác tại Cần Thơ. Ồ, vậy là từ Cần Thơ mình lên đây tham gia chương trình hả? Dạ, em đi từ sáng sớm luôn á. Rồi sao bạn quyết định đi lên tới đây này để tham gia chương trình? Em có một người bạn mà bạn em có một ông xã, ảnh học ở Hungary á, cũng rất là thân, mà mỗi lần chat nhóm á thì ảnh cứ nói chương trình này hay lắm em tham gia đi em. Thế là em mạnh dạn tham gia luôn. Em mạnh dạn tham gia. À, mình đã có bao nhiêu mối tình rồi? Chính xác luôn là không có mối tình nào cả. Không có một mối tình nào hết. Dạ. Nắm tay bao giờ chưa? Hồi đó em có một cái thằng bạn học, mà thằng bạn học không có dính dáng gì tới em hết á, mà đoạn đi công tác xã hội có nắm tay nó một lần. Trời ơi, người không có gì, chưa nắm tay luôn, vậy là chưa có hôn luôn đúng không? Dạ chắc chắn là vậy. Wow, một tràng pháo tay. Bạn trai ơi, bạn mới nắm tay thằng bạn một lần thôi, hôn thằng bạn cũng một lần thôi. Thấy bên đây cười quá trời luôn à, người khoái à? Dạ cũng khoái khoái. Khoái khoái, trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua cũng ba mối tình. Lý do tại sao mình chia tay? Không có hợp, cãi nhau thì bạn gái lại giận, nhưng mà mình năn nỉ thì lại không chịu, cắt liên lạc khoảng tuần hai tuần mới liên lạc lại. À, cứ vậy là xa nhau đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mình không nhìn bạn gái được à? Cố gắng liên lạc nhưng mà bạn không có liên lạc với mình á, thì mình cũng hơi buồn, với lại lúc đó cũng còn trẻ thì cũng còn hơi bồng bột xíu. Bao nhiêu lâu rồi? Dạ khoảng 2 năm. Bây giờ bạn già lắm. Tới đây mà làm còn trẻ. Thế bạn muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Có tính cách dễ thương xíu. Em dễ thương, tại sao em chỉ cứ lo học mãi, em chăm chỉ, em đi làm rồi thành ra là ế là phải rồi. Trời, dễ thương quá mà. Em thấy điểm mạnh của em là gì và điểm yếu của em là gì? Quan trọng là em có hiếu với cha mẹ và em là người sống tình cảm, thì em nghĩ đó là điểm mạnh của em. Bạn Nam? Dạ, điểm mạnh của em là có thể hát nhiều loại nhạc. Rồi vui nè. Dạ, em xin hát một câu vọng cổ. Nay về giữa xuân thủ đô, đất trời ngời lên sắc thắm, gió xuân mơ màng đẩy đưa mấy cành đào tơ, nắng xuân la đà rung trên bờ dài mái tóc, dáng em thon dài má hồng thắm nụ cười duyên. Em ơi, tôi không phải kẻ tình si, cũng không phải là lãng tử, mượn đó đào kia để tương tư hình bóng, mà chỉ bâng khuâng với trái tim rung động khi lần đầu tiên hạnh ngộ với qua. Hay quá, hay ngọt. Luôn. Nghe thôi là thấy khoái rồi đó. Bạn nói là rất là hay. Em làm một bài thơ nhỏ nhỏ ngẫu hứng để tặng anh bên kia nha. Rồi. Chúng ta gặp nhau gọi là duyên, nên ta cứ trò chuyện tự nhiên, chẳng nút hay không cũng không sao cả. Hữu duyên thì sẽ gặp bạn Hàn Quyên. Ngẫu hứng. Bây giờ mình hỏi chút xíu bạn Nam, bạn sẽ tìm một người phụ nữ của đời mình như thế nào? Nữ tính, biết tôn trọng người lớn, biết chia sẻ, lắng nghe và cả hai đều biết nhường nhịn nhau xíu. Bạn không thích gì người phụ nữ? Đanh đá, cào lào, thích hàm ràm á, dạ, nói nhiều quá. Nói nhiều, dạ. Vậy thì lấy vợ về có phải làm dâu không? Dạ, nhà em thì dễ lắm, ba mẹ dễ lắm. Em út, nếu mà bạn chịu làm dâu thì làm dâu, còn không chịu thì chắc gia riêng cũng được. Bạn làm dâu được không? Dạ được. Bạn muốn mẫu người bạn trai như thế nào? Em cần một người có một cái bản lĩnh thật sự để có thể che chở trong cái cuộc hôn nhân sau này giữa em và chồng tương lai. Em sẽ là hậu phương vững chắc cho người ấy. Trong chuyện tình cảm thì cả hai cần phải có một cái sự chia sẻ cảm thông cho nhau. Chắc chắn là em không thể ăn hiếp người khác. Em không có thích ăn hiếp người khác, kể cả tất cả từ lớn đến nhỏ, già đến trẻ. Em chỉ có thể lắng nghe và chia sẻ. Phụ nữ mình biết lắng nghe và chia sẻ là quá tốt. Cái câu hay nhất là em không có ăn hiếp người lớn. Có cái điều nào bạn không thích ở người bạn trai? Em không thích bạo lực chị.
Dĩ nhiên trong cuộc sống sau này của hai người thì sẽ có một vài thứ bất lập nào đó. Nhưng mà em nghĩ rằng nếu như người đó cũng biết gọi là du cương thương giãn và bản thân mình cũng như thế thì cuộc sống nó có thể tốt đẹp được. Cô giáo nói hay quá. Cảm nhận như thế nào bạn? Bạn nữ rất là biết suy nghĩ, chắc chắn, lại nói chuyện rất là dễ thương. Em thì cũng không có thích bạo lực. Em thì không ăn ớt được cho nên là ở nhà hay nói là chắc nữa sợ vợ. Em cũng sợ bạo lực. Bây giờ trước mắt chưa tính tới hôn nhân mà bây giờ nếu đồng ý hẹn hò với nhau thì thật sự cũng cách 60-70 cây số, thì mình bạn chọn phương án hẹn hò như thế nào? Chắc là em sẽ dành thời gian để em lên thăm bạn. Bạn không thích điều gì ở người bạn gái? Đi chơi ở những nơi mà giống như là vũ trường hay là... Không có đi đó đâu anh ơi. Không có đi đó đâu anh ơi. Nếu đi thì hai đứa đi thì được. Không thích đi một mình. Có nghĩa là không thích cho đi một mình chứ không phải là không thích đi tới chỗ đó, đúng không? Bạn có tật xấu gì không? Cũng có, hay cũng đứa hay cứng đầu xíu. Khi em làm việc gì đó thì kêu một lần thôi, như là em chút xíu sẽ làm, còn kêu hoài thì em nghĩ làm luôn. Trời ơi, bạn ngủ nướng mà không kêu bạn dậy sớm chở ta đi làm, phải kêu 80 lần người mới dậy chứ, kêu một lần đâu cái đó chắc dậy. Sau này sẽ sửa từ từ được. Hứa đó nha. Thôi bạn ngoài đẹp trai lắm nha, thiệt đúng á. Hôm qua anh coi thằng gái thế nào nha. Trời em, anh này anh vừa hát hay vừa đẹp trai nữa. Dễ thương lắm, hiền hậu nữa. Dạ. Hả? Anh nghĩ rằng ổn đấy. Ủa em dạy vậy là dạy chuyên cái gì? Dạ em chuyên môn sinh học. Sinh học hả? Dạ. Theo sinh học thì tại sao hai người lấy nhau đẻ hoài không ra con trai? Hơi dài dòng á, là nếu chỉ tạo ra con gái là XX, một X là do tự của người phụ nữ, một X là do tự của người nam, kết hợp lại với nhau và người nam không thể tạo do tự Y được, kết hợp với X để tạo ra con trai mà chỉ được như vậy ít thôi. Đây là con trai yếu á, hay gì là phải lên Y nó mạnh á, còn mình phải XX hoài đó, đúng không cái gì? Còn là yếu á, yếu. Cảm ơn cô giáo sinh học. Qua bệnh thì xối xả vô mặt luôn. Hôm nay mình có đi với người thân gì không? Ông bạn mà ổng giới thiệu đó, du học anh Hungary mới về, thì em kêu lên đây luôn. Rồi. Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh. Châu thì là một cái người con gái mà rất là dễ thương và rất là thương người, từ người lớn cho đến người nhỏ. Suốt ngày là đi chơi, là đa phần là đi chơi với trẻ con không à. Thành ra là đó là một phần là lý do tại sao mà không có bạn trai cho tới bây giờ. Qua cái lời tâm sự của anh chàng bên đây thì theo cảm nghĩ của anh thì anh thấy là có vẻ hợp với tính em đấy. Anh xem trình bạn muốn họ lâu chưa? Em xem chương trình này cũng khoảng được 2 năm rồi. Thấy là cái chương trình này rất là ý nghĩa, là để tạo cho nhiều người có cái hoàn cảnh khác nhau, do cái bối cảnh công việc mà không có tìm được cái một nửa của mình. Đó là lý do chính mà tại sao là mặc dù là đi học bên nước ngoài nhưng mà luôn luôn là động viên là ở nhà là nên đăng ký tham gia cái chương trình. Ở nước ngoài nhiều bạn sinh viên xem chương trình không bạn? Cũng có, rất là nhiều. Xem trên YouTube nha. Dạ đúng rồi. Nhớ xem, nhớ bấm MCB Media, bấm like coi nha. Cảm ơn anh rất nhiều. Bây giờ mình cho hai bạn gặp nhau, gặp nhau đi. Kéo màn lên. Chàng trai Sóc Trăng và cô gái Cần Thơ. Hít hơi thật sâu vô, chuẩn bị những gì mình nói. Bắt đầu. Chào anh. Cảm ơn. Đến với chương trình thì như hồi nãy em nói là cho dù có bấm nút hay không á thì em với anh á thì cũng là có một cái duyên phận nhất định. Nếu như mà chúng ta cứ tiếp tục á thì đây là món quà kỷ niệm đầu tiên của hai đứa cho em gửi anh. Cảm ơn. Dạ. Em chỉ có một câu hỏi thôi. Nếu như sau này anh trở thành một ông xã của một cô gái, có nghĩa là trở thành một trụ cột trong gia đình, thì anh sẽ là người như thế nào? Sẽ mang lại cái hạnh phúc cho cô ấy, sẽ làm những gì mà cô ấy thích, cố gắng phấn đấu trong sự nghiệp để có thể là phát triển hơn về bản thân. Để sau này hai người có cuộc sống tốt đẹp hơn. Cho em hỏi thêm một miếng nữa, thí dụ như hơi xa hơn một tí. Tại vì em rất là thích trẻ con. Nếu như mà anh trở thành là một người cha thì anh sẽ là người như thế nào? Cha thì phải thương yêu, chăm sóc cho những đứa con của mình, chơi đùa với nó. Em cảm ơn anh. Có chơi đùa với mẹ đâu không? Đã có. Em dạy cấp 3. Em dạy cấp 3? Vậy mong ước đi đó. Em có thể về Sóc Trăng để thăm anh không? Có chứ. Tại vì quê em ở Sóc Trăng mà, Cần Thơ á là chỉ là quê hương thứ hai của em. Còn Sóc Trăng á thì đó là nơi để mà em trưởng thành và sinh ra. Chắc chắn là em sẽ yêu quê hương Sóc Trăng rất là nhiều. Nhà em ở huyện nào? Em Mỹ Xuyên á. Anh cũng Mỹ Xuyên. Dạ. Anh ở Thành Quế. Em ở xã Ngọc Đông á. Xã Ngọc Đông. Đi vô xíu nữa. Vậy là gần nhà. Rước dâu cũng dễ á. Nam cảm nhận bằng nữ thế nào? Rất là dễ thương, nữ tính. Nếu mà em thấy anh mạnh dạn lên. Lên đây em rung. Em thì hát thì được nhưng mà nói chuyện trước đám đông thì hơi bị rung. Ba em rất là thích đàn vọng cổ. Thành ra là nếu như có một người hát cho ba lên đàn thì thật là tuyệt vời. Lên đàn vọng cổ. Không phải ai cũng có thể hát được. Em ơi, biển lớn sông sâu còn có khi đầy khi càng.
Nhưng tình của đôi ta luôn đông đầy theo năm tháng, thì hờn dỗi chi em cho bờ mi đắm lệ thương sâu. Hát ngọt quá trời luôn mà sao mà nói không được trời ơi. Anh thấy cô gái bên kia rất là sâu sắc. Chúng ta có một người vợ như thế bên cạnh rất là yên tâm bạn nha. Vừa dạy con mình nè, vừa dạy mình, à không, vừa lo cho mình nè. Ok, rồi, bây giờ chúng ta chuẩn bị bấm nút. Một, suy nghĩ thật kỹ nha. Hai. Ba. Hết thời gian. Ô, đẹp trai đẹp gái quá. Nào hãy nắm tay nhau nào. Chưa nắm tay lần nào. Cái nắm tay này là cái nắm tay gọi là ghi nhớ. Đã nắm tay thằng bạn một lần. Lâu rồi. Bây giờ nắm tay thằng khác. À không, nắm tay người khác. Có khác cái nắm tay thằng bạn không? Không biết. Dễ thương quá. Nào, chúc mừng các bạn nha. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây là quà tặng dành cho hai bạn, một suất chụp hình cưới trọn gói tại thành phố Hồ Chí Minh hoặc là tại Đà Nẵng, tại tất cả các hệ thống của thương hiệu áo cưới Allen, nếu như các bạn đồng ý kết hôn với nhau. Mày chạy đi, bạn ơi. Dạ anh ơi. Tập trung vào một mình đi. Rồi. Rồi, bây giờ sống nha. Rồi, đếm nhanh không ơi. Rồi, mày chạy. 5, 4, 3, 2, 1, kịp. Quỳnh Linh và Lê Lộc rất vui được chào đón quý vị đang đến với chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Chương trình được phát sóng vào lúc 19h55 thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và được phát lại cùng ngày vào lúc 20h15 trên kênh YouTube MCD Media và ứng dụng Netlove. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi tiếp tục giới thiệu đến quý vị một cặp mẹ chồng nàng dâu. Để kể về câu chuyện của họ, và chắc chắn là họ sẽ gắn liền với rất nhiều cái kỷ niệm của quý vị. Biết đâu đó là hình ảnh quý vị đang ở trong câu chuyện đó. Chúng ta có thể giải quyết giữa cái mối duyên mẹ chồng nàng dâu theo nhiều cách khác nhau, tùy theo quý vị nhé. Và ngày hôm nay để xem coi cái tình huống như thế nào mà quý vị cảm thấy nó khó giải quyết, hay là dễ giải quyết, hay là nó nằm trong cái trường hợp này, chúng ta lại giải quyết quý vị nhé. Rồi, chào đón mẹ chồng nàng dâu. Xin chào. Chào cô. Chào chị. Chào cô. Cô có thể giới thiệu về mình cho khán giả cũng biết không? Dạ, cô xin chào anh em, mà cô rất thân thọ. Như vậy thì cô đã sống được một ít. Dạ, cô đang làm gì để sống lại được không? Cô có mấy người con? Cô có hai đứa con, chồng của cô thiệt là lớn, thiệt phòng của cô đang sống được. À, là vô vô ngọt đó. Dạ. Tôi giàu lắm. Dạ, chào chị. À, dạ, chào quý vị khán giả, chào anh Minh Dinh và em Lê Lộc. Dạ. À, chị tên là, em tên là Ngô Thị Kiều. Em đang là 36 tuổi. Dạ. Em đang kinh doanh tự do mà em có thêm một kia. Wow. Được mấy sống rồi? Dạ, em được 2 tuổi rồi. À, tuổi dạ. Trai gái. Dạ. Dạ, cha còn gái thì nguy hiểm ha. Chị làm dâu của mẹ được bao lâu rồi? Em làm dâu của mẹ được 5 tháng. Rồi nhớ kỹ từng tháng lắm. Dạ, chị không biết chị có nhớ cái ấn tượng đầu tiên khi mà chị gặp mẹ chồng không? Em với ông xã quen nhau được 1 năm. Thì lúc đó em với mẹ có ba gặp nhau lần đầu khi mà em gái chồng em đi qua suốt. Thì lúc đó là lần đầu tiên ba mẹ lên thì em có gặp ba và mẹ. Dạ. Nhưng mà bất tường điều gì với cô gái Bến Tre thấy chồng biết không? Lúc đó là em nói chuyện nhiều với ba em. À, dạ. À, còn mẹ thì em nhìn mẹ, mẹ nhìn em thôi chứ chưa có tiếp xúc. Thì sau đó thì em có nói ông xã là ông mẹ khó lắm anh. Cái em xã con mẹ dễ lắm, ba mới khó. Nếu như mẹ biết cái tình huống thì chắc em dám chịu ba. Sau em có nghĩ em nói ông xã nước mạnh nói chuyện ba thoải mái lắm. Dạ. Dạ, rất dễ. Ờ, thế cái bữa đó mình chưa nói chuyện với mẹ nhiều lắm. Nhìn thấy mẹ thôi và em cảm thấy mẹ khó. Dạ, em cái nét khó hiện trên gương mặt. Dạ, lúc đó là mẹ không nói chuyện. Dạ. Em cứ nghĩ trong lòng là mẹ khó. Mẹ đang cứ sống sống của một người. Nó nhìn lúc ngắn đi á. Dạ, trước khi đi á thì cô bé cũng đã đi qua thì dành khó khăn mẹ. Nhưng mà con cũng không nghĩ chỉ bình thường thôi. Thì cái con bé gặp cái đầu đầu thì nó xinh xinh vậy thôi chứ cũng không nghĩ gì hết. Lúc đó là chủ yếu là do dùng gái nữa tại vì cô cũng không có học cái này. Hồi đó mà nó đọc đại học lên nó học được cái cô đã khóc rồi, bây giờ đưa đi xa nữa. Bao lâu sau cái ngày đầu tiên gặp ở đất chúng ta về làm dâu? Lúc đó thì là 2017 2018 2018 1 năm sau thì về làm dâu mẹ. Dạ. Dạ.
sẽ thấy khó không? Dạ không, lúc đó là biết là như trời nói, ông xã đó là mẹ dễ lắm, mẹ dễ thật, dễ ngoài cái sự cưỡi được của mình đâu. Dạ. Sau đó cưới thì hai mẹ con trò chuyện thế nào? Và em làm dâu mấy ngày làm tiên? Em nhớ ấn tượng nhất đó là từ đó là em thương mẹ luôn á. Em biết đó không phải là cái gì bệnh viện khó. Cái mà em có mẹ ngồi nói chuyện với nhau lúc đó là không ông xã. Thì mẹ cũng nói là giống như là cảm giác em đang cảm giác là mình là người khác mẹ mình là toàn như thế này thì còn là xã em thì con thấy như thế nào và thích hợp con định đi thì lúc đó em không nghĩ thành mẹ chồng mà em đang nghĩ là cái người mẹ là mẹ ruột của mình hỏi là cái hạt đứt có được không, là cái âm đứt được không, con thấy gì có ưng bạn có được không chứ mà em không chọn đi thành mẹ đó thì em cảm thấy trong cái thương mẹ nhiều đã bắt đầu mở lòng nhau. Còn nghĩa là khi con về làm dâu thì mẹ chồng thấy được không? Thì mẹ chồng hậu đậu lắm, mẹ cũng dâu sao cũng được. Dạ đi vậy. Nó cũng là bước dọn dẹp nhà cửa. Mấy ngày đầu tiên thì đó. Dạ cửa mẹ chồng sắp hết rồi, con xuống. Vậy đó hả? Dạ. Giờ nấu cơm rồi con nấu thì nó có đối với nó tôm chồng của nó không ạ? Em cũng rất là bất ngờ. Là em với mẹ với chồng em thì chị ba em thì lượng tuổi nấu ăn em bếp. Ôi kìa, giới là nó giới là cái ngon không bao giờ toàn là nấu cơm dọn dẹp nhà cửa cho vợ, chứng tỏ những người đàn ông chân chính yêu thương vợ mới làm vậy ha. Thôi hạnh phúc rồi là khỏe rồi, nhưng mà nói chứ thể hiện đàn dâu làm gì cho mẹ chồng chứ. Dạ dạ có chứ, làm gì đâu. Em cũng biết là mẹ thích đầm, em cũng mua đầm cho mẹ em, hoặc là em mẹ gọi như là nếu chị tình cảm với nhau, em có thể rất là hay tâm sự. Có những chuyện mẹ tâm sự được với chồng em, với chính mẹ là người bạn chia sẻ rất là nhiều. Gần như có những chuyện là không biết nhưng mà mẹ biết. Vậy chắc hai mẹ con mình cũng hợp nhau đúng không chị? Dạ. Em thì thế hệ trẻ, mẹ thì rất là hiện đại. Còn như là hai mẹ thì rất là với nhau. Và cái style sống của mẹ thì nó cũng giống em. Hai mẹ con đều chính sống. Cũng mua quần áo. Rồi mẹ thì mẹ có những cái đặc biệt là mẹ rất là quan tâm. Em về em làm dâu mẹ em học được cái điều đó. Dạ. Vì sự chăm sóc lẫn nhau ấy, mình thấy nó có hòa hợp không? Dù như dâu chăm sóc mình chăm sóc được lại hay là chỉ có một đến vừa bằng phía thôi. Chắc mẹ chăm sóc dâu vậy thôi. Dâu vậy thôi. Thấy chưa? Trời ơi, em còn nhỏ quá lắm. Đó, đầu tiên là em nhìn dâu mẹ là 5 năm 3 tháng mà em chưa bao giờ thấy gì vậy. Thì em cũng thấy là anh trời là mẹ như vậy là anh mừng đó. Dạ. Nhưng mà mẹ nói là mẹ no dâu cạo gió là có không? Dạ có, em thấy vậy lắm. Em nhìn nhà tôi nghe no là cô sốc rồi mẹ rồi. Chị cũng nổi luôn, bắt cái kiểu cán bác sĩ rồi đi thuốc. Uống chứ nó bỏ mà nó không có còn giọng sức khỏe đâu. Mẹ em chở em đi, không phải bà sẽ chở. Chợ chiều ca giờ thì chợ đi có bệnh. Xong rồi mẹ bắt đầu cho con ăn nhé, ăn một chút nha. Và mẹ để cho em cũng biết là mẹ thấy thịt gà mà không ăn không được thì em bị nhóm điên. Nên là mẹ sợ em ăn rồi như vậy đi, em biết. Phải mẹ? Họ là con để em cũng biết. Em là người vùng nào? Em là miền Trung. Miền Trung hả? Em Quảng Ngãi. Quảng Ngãi. Bảo Lý Sơn là người vùng Lý Sơn. Tôi đi hỏi với dâu mà buồn cười lắm. Tại cái ngày đó là trước bữa đó là xã tôi nhiều chuyện buồn. Con gái một về hai thằng thắp được đi thì sáng mẹ giờ từ cái thoa lên trên ban nhất là 9 giờ thắp được từ giờ mình ngồi dậy các bạn ăn nhà nhưng mà nó đi xa bây giờ rồi đi đâu đem theo cứ được rồi là đâu lên đụng đi hỏi thì có dâu cái ra ngoài đi đi ra thì xuống đến cảng thì ba thì vẫn là tạo chạy xuống nó đấu được chết luôn xong rồi hôm sáng cái dòng dòng mua được hai chai rượu tất cả chứ đâu cái gì đâu trời ơi mẹ cũng không mẹ đang có đặt được hai cái chai rượu đó trong cái bọc ở để bắt rượu rồi trời ơi. Không có cái gì nói cho được coi luôn. Đem ra, xui gì xui. Đây, đọc tin thử. Ông Mỹ Tho đâu biết. Tặng anh chị ông bà. Ông bà già xui mà gặp cái trại trại. Ông bà là chắc hú hậu luôn hả? Cái loại không có, cái đi qua đảo. À. Đảo xong cái thì vô xuống khách sạn. Cái nhiều chai rượu đẹp lắm. Cũng được bỏ hai chai rượu gì đó, chai rượu kia. Bây giờ cái còn cũng tỏ. Rồi sao xí tẩu đi. Còn mình bay được Quảng Nam. Tu Lai á. À, đưa vô Quảng Ngãi. Quảng Ngãi. Trường Sa Kỳ. Cái gì là họ phải đọc đỏ và cố tình cứ thôi cứ thôi chứ. Cuối cùng dễ thì khó cô. Dễ. Đó, cái gì là bây giờ cho con mình đọc tiếng nhà. Cũng như là khác về vùng miền, về ăn uống này kia đó. Dạ, khó. Tại vì dân miền Nam, dân họ miền mới. Có cả ngoại là mạnh. Nó có nhiều. Anh khác cũng chết luôn.
và em cũng thấy cô về cô thấy mặt cái gì cũng mất là họ thở không thôi là không thể nào ca được. Dạ rồi sao chị? Thực ra là lần khi mà con về thật do em định cho mẹ thì em biết là mẹ không hơn ca được, em không nắm được, em không nắm được cái tình hình thì em cũng ngại là mình ăn ca nhiều quá rồi mẹ. Ở dưới đó em cũng nghe đâu đó một câu là người ăn ca nhiều sĩ em lắm, chứ là em cũng giấu được. Yeah. Nhưng mà sau một lần nào đó cái em thấy thì cũng dễ rồi, chắc mẹ không chấp nhất gì cái đâu, em ăn hết luôn, ăn nhiều luôn. Thì ăn nóng đồ ăn cho mẹ thì em đi tí em sẽ không mở, nhưng mà em sẽ mở riêng và em rất là nha. Được hai cái khẩu vị nó có phải khó như thế nào? Dạ chị khó lắm. Thì lúc đầu thì em thấy nó ngọt lắm. Dạ. Mẹ hay mang một ăn của ba nấu lên thì em ngọt em nó lắm. Thì bắt đầu em sẽ chế biến lại hoặc là em sẽ bỏ thêm mắm muối gì đó cho nó vượng vị hơn. Dạ. Sau dần thì nó sẽ theo ý của mẹ luôn, là bắt đầu con ngọt được luôn. Bây giờ đã hoàn thành ngọt rồi. Dạ. Thì ngoài cái chuyện mà ăn uống nó hơi khó chút xíu thì hai mẹ con mình có gì nó có một quan điểm với nhau không chị? Thì mẹ cũng rất là dễ ra là sao cũng được. Có một tí cái thì con lượt thì em biết là nó thì có một lý do nào đó không. Thì em cũng từng hỏi mẹ là chồng em thì sẽ không chịu chạy vì là ít chịu chạy hơn em, thì em sẽ đặt câu hỏi là mẹ anh sao lại ông xã lại có tính hơi ý là chút xíu. Thì mẹ nói là cái này lỗi của mẹ, mình lỗi là mẹ rất thương người vì khi mà mẹ đi làm như vậy thì mẹ đã bỏ chồng em từ nhỏ, ví dụ như là đi gửi cho trẻ, rồi cũng từng là có những kỷ niệm buồn đó là đón mẹ trễ rồi thì ông xã xỉu trên lưng, rồi từ đó mà mẹ thì ám ảnh, mẹ nuông chiều mọi thứ, mẹ cưng chiều mọi thứ thì sinh ra sẽ hơi bị hại chút xíu. Thì mẹ cũng tâm sự bằng em hỏi thật luôn thì nó sẽ có những lý do, thì giống như thì em cũng từ cái việc đó em sẽ không biết cho con của em bây giờ là em sẽ không nuông chiều. Thì em nghĩ cái này cũng phải là con biết là có phải là vấn đề khác nhau không, khác không biết không? Dạ. Mẹ không nuông chiều con em rồi bà nội thế nào mà bà mới có không có ý gì không? Dạ, nó bé còn nhỏ nó cũng chưa gì nhưng mà thì thấy đừng biết gì. Cách chăm sóc con cái nó có hợp với bà nội không? Có cái cũng hợp, có cái cũng không. Ví dụ như thì em thì ông xã ở chỗ là em sẽ cho con được trải nghiệm. Con có thể là thắm mưa, con có thể là dập đất. Vì sao con vui, con không được thơm? Thì mẹ thì thấy nha, con không được thắm mưa. Mẹ, bà nội thì sẽ không cho bé thắm mưa. Vì sao vậy thì cũng là cái ý đúng mà em nghĩ hoặc là điều đó cũng hợp lý. Thì không có gì hết, nhưng mà em hy vọng rằng mẹ sẽ cho bé trải nghiệm hơn. Được thắm xong cái việc thắm mưa, để con có thể khác và con được thắm mưa. Tôi giờ mẹ chọn cái thằng dâu tranh luận với nhau những cái điều đó. Em nghĩ chưa bao giờ. Em có mẹ chưa bao giờ. Bất kỳ một điều gì trong cuộc sống cũng ngồi tranh luận với nhau. Tại vì em mong muốn là mẹ em là cái người mà vừa hiện đại mà vừa chiều, kiểu như con nhau xa cũng được á. Thật ra thì nó không có thể to xảy ra. Và em cũng biết ơn vì điều đó. Biết ơn mẹ gặp mẹ. Mẹ sao cũng được mà. Dạ, mẹ em dễ lắm. Dễ lắm. Nhưng mà mẹ cũng là mẹ hiện đại. Nên mẹ biết như vậy chứ không phải là mẹ dễ mức độ để con phân biệt được người kia. Nhưng mà tại vì mẹ hiện đại nên mẹ thoáng hơn. Tức là mẹ thương con dâu. Dạ. Đó là mẹ cái gì cũng qua hết đúng không? Dạ, cái làm dâu là mình không biết làm dâu mà nghĩ là con đấy. Có điều gì mà mẹ làm em xúc động mình nhớ? Dạ có. Cái lần đó thì em mang ngọt chữ người thân. Thì lúc đó em đi đo đồ bằng dây thái. Thì đấy là tập người rất là cao. Thì Thank you.
Thôi mình cứ quay lại xung quanh trái đất được rồi. Chứ là nó,
Thôi, ai bị đang nói vậy không chịu đâu. Không có thể nói vậy được, cái đó là một cái miếng góp vàng thôi chứ. Ăn mặn miếng chưa nha. Đúng rồi, đừng có nói vậy đó, em đặc biệt, em khác mà. Em nói gì thôi, em xong mà. Qua em thì em thấy đặc biệt hồi qua, anh thì nó sẽ thấy tuyệt vời chứ. Nghe, qua em cũng nói cái gì không chịu được nha. Không phải sao mà là không về vũ trụ, người ta cũng chỉ nhắc là em là người không về vũ trụ, em nói là người đặc biệt, anh em là người đặc biệt, nhưng nó không nói gì sai đâu ta. Anh nói đây là cô gái đặc biệt, cảm nhận được không được vũ trụ để như vậy, còn em là người không cảm nhận được đó, không có sống được đúng không? Thì thôi mình cứ ở đây rất bình thường thôi. Ủa là sao ta? Anh nói đúng không ta? Ừ, tại vì em cũng nói đặc biệt mà. Thật ra em là cô bé rất là thú vị luôn. Ừ, dễ thương mà. Có cái gì phải đâu. Có hơi vũ trụ chút xíu thôi. Tại em ơi, cái nguồn năng lượng đó không phải có rồi. Có rồi. Dạ. Tự nhiên nè, tại vì chị không có được cái nguồn năng lượng ở trên đuổi xuống nhà chị. Cho nên chị cũng phải dõi gian của bố bà tuổi con vậy nè. Hai ba mối tình không thể nào ra nghỉ chứ. Trời ơi, khổ lắm. Em đã biết nước trước được kia từ đầu chặn liền. Dạ. Yeah. Em cũng năng lượng rất là thiệt, nói thiệt. Một người cũng lạ lắm đó. Không biết ai, không người nào người nào đâu. Nói chuyện đây cũng thú vị lắm. Dạ. Yeah. Trong tình bạn của họ cũng có nhiều người cũng có năng lượng vũ trụ đặc biệt lắm. Thành ra là em đừng có lo được mà anh cũng nói giống nghiền. Thầy. Thầy chịu không? Cái chơi này nè, thật ra em với bạn này, nếu mà hợp với nhau đó thì em sẽ bổ sung rất nhiều năng lực vũ trụ cho bạn này, nói nhiều hơn. Thật ra nói nhiều hơn nó có xấu không? Đúng không? Thế đến cho là nhiều cái niềm vui cũng phải là xấu, nhưng bạn này hơi hiểu chút xíu. Mình hỏi những câu khả năng như mình. Ờ, bạn này thú vị lắm, nhiều buồn. Đúng không? Em là luôn mang tới niềm vui cho mọi người. Thầy cảm nhận được điều đó và cả phim trường ngày hôm nay cũng cảm nhận được điều đó. Hiểu chưa? Dạ, em cũng chịu. Tôi biết lý do tại sao mà không hợp lý luôn đó, thì cho tôi đang rất là thắc mắc luôn á. Là cái đội có duyên hình không hả? Hay là gì đó? Lựa gì nữa? Thì tôi nghĩ sẵn quá. Thật ra thì dẫn dắt em hơn. Dạ. Có lẽ là em đã như vậy rồi đó, thì em cũng không hoàn hảo. Nhưng em muốn một người bạn trai đó, có sự chẩn nhắc, yêu em đến một cái gì đó nó thành công hơn, nó chuyển hơn, hỗ trợ công việc của em, để lại là vậy. Dạ. Chúng ta chỉ biết rất là đúng. Dạ. Có thể là em xin cái hẹn dẫn dắt em vào công việc cũng tốt đúng không? Anh sẽ kiếm em một người ở lại MC được không? Không gì? Không gì được không? Không gì? Không gì được không? À, bây giờ là cũng có duyên là cảm nhau biết đâu em sẽ bổ sung năng lượng cho bạn nói chuyện nhiều hơn nha. Rồi cảm ơn hai bạn rất nhiều. À, đây là phần quà của hai bạn, hãy giữ lấy. Để nhớ ngày hôm nay chúng ta đã gặp nhau. Và đây là Amity. Nước rửa chén, nước lau sàn, xả, hoàn toàn của mỗi gia đình. Đây là Amityin là khác của người đến từ châu Âu. Các người hôn vô mắn rất là 72 giờ. Rồi giữ mãi cùng năng lượng này em ha. Chúng ta làm góp cùng một lớp hàng cơ. Với gì mà đúng như ý mình các bạn nha. Thật thiệt. Người con gái đặc biệt. Dạ, em chào. Chúng ta phải chứng kiến hai cặp đôi ngày hôm nay. Dạ thưa quý vị, tín hiệu từ vũ trụ đã gửi xuống cho chúng tôi biết được rằng thời gian của chương trình cũng đã hết rồi. Chúng tôi rất tiếc là nói lời chia tay với mọi người. Và ngày hôm nay các cặp đôi chúng ta đã không đến được với nhau. Chúng tôi rất buồn và hy vọng các bạn vẫn ủng hộ chương trình để xem diễn tập tiếp theo. Các cặp đôi sẽ
có bấm nút hay là không bấm nút và chia sẻ một điều đó với tôi nhé. Hẹn gặp lại vào lúc 17:50 thứ bảy và 22:20 thứ hai cùng lên kênh HTV7 đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Aquafeeling Lanlac. Xin được cảm ơn nhãn hàng Aquaslim Lan Cửa Mùi Không Mùi đến từ châu Âu thuộc tập đoàn dược phẩm Vinza đã đồng tài trợ tầm với mình đó. Xin được cảm ơn nhãn hàng Aquaslim Lan Cửa Mùi Không Mùi đến từ châu Âu thuộc tập đoàn dược phẩm Vinza đã tài trợ cho chương trình. Bây giờ chúng tôi xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.